Đi tiếp thôi. Hơn cao cỡ. Chào Nastia, hôm nay bạn sẽ được tốt nghiệp. Hoan hô, chúc mừng các bạn. Shot up here, so we'll give you lots of time. Chuyện gì dưới đó thế? Đây là mình. Còn mình đây. Mình đây rồi nè. Wow, cho mình xem với. Đâu? Wow, Nastia bé xinh. Ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Món nào ngon nhất thế? Gà chiên cơm. Giờ đến lúc khiêu vũ rồi. Tuyệt quá. Wow. Wow. Bạn có thích không? Có. Tiếp theo mình đi đâu đây? Đến sở thú. Nhìn xem kìa. Nhanh kìa, một chú đà điểu trắng ngoài đời kìa. Ồ, nó đến gần hơn. Còn gõ gương nữa kìa. Đà điểu ăn gì vậy nhỉ? Ăn cây lá. Nó sẽ ăn con chim mất. Có ai biết tên loại động vật này không? Con trâu. Im nào, không thì nó phát hiện ra đấy. Tê giác ngựa vằn và trứng á. Nó di chuyển nhanh chưa kìa? Đằng kia, nhanh kìa. Ngựa vằn. Ngựa vằn là bạn của tê giác sao? Bạn kia là Tinh Tinh. Nhìn nó mở chai và uống kìa. Đó là thuốc cho nó uống đấy. Thế nó ăn gì? Ăn táo. Đi tiếp thôi. Hơn cao cỡ. Chó cắn đây. Chó cắn kìa. Ngâm 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 ngâm. Bạn chọn gì thế? Cái này dành cho con gái thì phải. Wow. Nhanh kìa. Con chọn kem đi con. Này. Con ấn vào đi. Ngon không? Yummy. Có ai muốn bơi không nào? Đi thôi, bơi nào. Đến đây nhanh lên. 1, 2, 3. Tốt lắm. Xem ai chui qua dây nào. Chạy đi, tốt lắm. Đòn rồi. Tuyệt lắm. Nastia, mình là rắn đây. Chào bạn. Ai nói thế? Là nó. Đúng thế. Mình là hươu cao cổ. Trò này nguy hiểm lắm đấy. Cổng mình nào. Gì vậy? Hình như là có nghe gì không? Có một con mèo ở dưới xe. Làm sao lấy nó ra đây? Chắc là bị kẹt dưới bánh xe rồi. Nó đã ở đây hơn 2 tiếng rồi đấy. Nó đâu nhỉ? Nó đây nè, thấy rồi. Để bà ẵm con lên xem sao nha. Đây nè, thấy chưa? Nó đây nè, thấy chưa? Nó lại chui xuống xe mất rồi.
thật là bé nhỏ. Để cho nó ăn xem sao. Khi nào nó đói thì sẽ ra ăn thôi mà.